Một tập thể ở nhà bếp sinh. Và tôi xin cảm ơn tất cả các anh em đã đồng hành và cùng nhau tạo những cái ý tưởng mới để cho doanh nghiệp của mình càng ngày càng phát triển. Xin cảm ơn. Một tràng pháo tay cho các thành viên trong ban lãnh đạo chúng ta đã thắp sáng thương hiệu nhà bếp sinh trên sân khấu ạ. Kính thưa tất cả quý vị, chương trình Gala Dinner với chủ đề gắn kết để thành công năm 2022 của công ty Mộc Phúc Thái với thương hiệu nhà bếp sinh xin chính thức được bắt đầu.